Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dr. Vet, Cục Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, hiện nay thì cát mèo là những sản phẩm không thể thiếu đối với những người nuôi mèo. Cát mèo sẽ giúp chúng ta thu dọn phân và nước tiểu của mèo được dễ dàng hơn. Không những thế, cát mèo giúp khử mùi, làm cho không gian của chính chúng ta cũng sẽ được thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Và trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các loại cát mèo, là cát mèo sản xuất trong nước, cát mèo châu Á, cát mèo châu Âu. Vậy thì tiêu chí nào để các bạn lựa chọn một loại cát mèo phù hợp? Hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng thí nghiệm của nhà máy VB Phạc Ma. Và hiện nay thì công ty VB Phạc Ma đã thực hiện nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm cát mèo từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và trên tay mình đây đó là một sản phẩm cát mèo tôi moi của công ty VB Phạc Ma. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành thí nghiệm để đánh giá một số chỉ tiêu của cát mèo tôi moi với những sản phẩm cát mèo trên thị trường. Hãy cùng mình thực hiện nhé! Đầu tiên sẽ là thí nghiệm về tỷ lệ bụi. Mình sẽ đổ hai loại cát ra khay một lượng tương đương nhau, độ dày sẽ từ khoảng 5 đến 7 cm. Đây là độ dày phù hợp để các bạn sử dụng cho mèo. Chúng ta chú ý tránh việc đổ quá ít cát bởi vì độ thấm hút sẽ không đảm bảo, và cũng tránh đổ quá dày không cần thiết và lãng phí kinh tế. Mặt khác, mèo là loài rất là hay bới cát, và nếu cát tràn ra ngoài thì cũng rất là bừa bãi và mất vệ sinh. Các bạn đang nhìn trên màn hình là tỷ lệ bụi của hai loại cát, đúng là có sự chênh lệch quá nhiều phải không các bạn? Với cát toy moi được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ thì hãng công bố tỷ lệ không bụi tới 99,7%, tức là hầu như không có bụi. Và trên màn hình các bạn cũng đã thấy cát toy moi hầu như không có bụi. Còn với cát còn lại, mình không tìm thấy một chỉ số công bố nào cả, và siêu bụi luôn các bạn ạ. Vậy tại sao tiêu chí ít bụi lại là tiêu chí đứng đầu bảng để mình đánh giá các loại cát? Bởi vì các bạn cũng đã thấy tỷ lệ bụi ảnh hưởng rất là tiêu cực đến đường hô hấp của mèo. Mặt khác, mà nếu chúng ta để khay cát trong nhà thì tỷ lệ bụi cũng ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chúng ta và ảnh hưởng đến không gian sống của chúng ta nữa. Vậy cho nên tỷ lệ bụi rất là quan trọng. Và với tỷ lệ bụi này thì 1-0 cho cát toy moi. Thí nghiệm thứ hai là về khả năng thấm hút và vón cục. Chúng ta cùng đổ một lượng nước tương đương nhau vào khay cát và cùng xem kết quả. Với cát toy moi, hãng công bố tỷ lệ thấm hút lên đến 290%, tức là bao 10 cân thì sẽ thấm hút được 29 lít nước. Siêu khủng luôn các bạn ạ. Và các bạn cũng đang thấy trên màn hình, khả năng thấm hút và vón cục của cát toy moi là tốt. Lượng cát vón cục nhỏ và không hề dính vào đáy khay cát, nên khả năng khử mùi rất tốt và rất dễ thu dọn. Với loại cát còn lại thì trên bao bì có ghi 9 lít nước, tương đương khoảng 4 kg, tức là tỷ lệ thấm hút vào khoảng 225%, thấp hơn cát toy moi là 290%. Các bạn đang thấy trên màn hình, khả năng thấm hút và vón cục của loại cát này ở mức trung bình, lượng cát vón cục nhiều, gần như gấp đôi so với cát toy moi. Mặt khác, cát lại bị dính vào đáy khay cát, gây khó khăn cho việc dọn dẹp và vệ sinh, và cũng ảnh hưởng rất lớn tới khả năng khử mùi. Như vậy, về độ thấm hút, khả năng vón cục và khử mùi, thêm một điểm nữa cho cát toy moi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xem qua hai thí nghiệm, đó là về độ bụi, độ thấm hút và độ vón cục của hai loại cát, đó chính là cát toy moi và một loại cát khác trên thị trường. Và với thí nghiệm nào đi chăng nữa thì cát toy moi cũng sẽ có rất nhiều những ưu điểm vượt trội hơn. Và tiêu chí thứ ba để lựa chọn cát mèo đó chính là độ an toàn. Với cát toy moi thì là một loại cát có nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng, và trên bao bì cũng có những cái công bố an toàn và những cái chỉ số rất là rõ ràng về nguồn gốc tự nhiên và hoàn toàn không có chất bảo quản. Và với rất nhiều những loại cát khác trên thị trường thì trên bao bì hoàn toàn không có tem nhãn phụ hay không có một cái chỉ số an toàn nào cả. Về cái độ an toàn này thì cát toy moi xứng đáng được 10 điểm các bạn nhé. Các bạn thân mến, vậy là Dr. Vet vừa đưa ra cho các bạn những tiêu chí để lựa chọn một loại cát mèo tốt. Hy vọng rằng những thông tin Dr. Vet đưa ra sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn cát mèo. Hãy liên hệ Dr. Vet để được tư vấn và hỗ trợ bằng số hotline. Đừng quên đăng ký và chia sẻ Dr. Vet để nhận được nhiều những thông tin bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!